Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game đó là Nhân Tình Thần Khúc ha, tái hiện trên nền của kiếm hiệp tình 3D nha anh em. Đó, đây, đầu game vô thì chúng ta đi làm nhiệm vụ đầu game giúp heo ha. Game sống thì chúng ta phải chỉnh là đồ họa cho nó nét. Rồi, ok. Đó, đầu game vô thì chúng ta không có quà quyết gì hết ha. Đó, nhưng mà anh em cứ chạy nhiệm vụ cho heo nha anh em. Thì chúng ta chúc là hãy siêu phúc lợi luôn. Đó, chỉ cần trend thôi, không cần làm gì nó cũng ra. Chứ đừng nói chi là tới Kim Nguyên Bảo hay là Code hay là quà lai xe. Đó, chúc chúng ta sẽ được nhận full luôn. Đó, giờ thì cứ chạy nhiệm vụ thôi, như là nhận nhiệm vụ ở đây nè. Đó, ok, lên level đó. Rồi, nhận quà thôi, đó. Rồi, bây giờ chúng ta đến với thông tin server đi ha, để coi con game kỳ này chúng ta sẽ được phi những gì ha. Ok, để cho nó tự động nó đánh đi. Nó cũng tự làm nhiệm vụ luôn nha anh em. Con này chúng ta không cần phải chạy nhiệm vụ, chạy đôn, chạy đáo này nọ ha. Đó, dạ, nè, đang không kim nguyên bảo thường nè, không kim nguyên bảo phá nè ha. Đó, thời trang đồ thì VIP cũng là VIP không luôn nè nha anh em, chưa có gì hết nha. Để nhiều ông là bảo tôi là sao game nó có sẵn hết rồi, vô là có này nọ ha, có nha anh em. Rồi ok, đây thông tin server Nhân Tình Thần Khúc tái hiện trên nền kiếm hiệp tình 3D phiên bản 2.0 không ảo, sẽ không làm bạn nhàm chán nè ha. Nhận open nhận quà cực khủng đó. Open X6 20 giờ ngày 28 tháng 5 2021 nha anh em. Game biệt hóa 99% nè. Đó, event khai mở server, like share, bình luận, chụp hình gửi admin nè ha. Lưu ý làm đúng theo thể lệ event để được nhận. Và sẽ là 20 triệu kim nguyên bảo thường. Đục má, siêu phúc lợi ghê không. 20 triệu kim nguyên bảo khóa. Oh man, săn boss rớt trang bị khủng, kêu gọi bạn bè xây dựng này nọ ha. Tiêu phí là chúng ta sẽ lên được VIP 12 nha anh em. Wow. Kỳ này phi tính ra là tổng là được 40 triệu luôn chứ ít nổi gì đâu. Đúng không nè, 20 triệu kim nguyên bảo thường và 20 triệu kim nguyên bảo khóa là gần 40 rồi. Nè thấy không, đó. Anh em thấy gì không, đó, siêu phúc lợi chưa. Ngoài cái 40 triệu này thì chúng ta chỉ cần cắm mặt cho nó like xe, lập cho nó chạy nhiệm vụ thôi. Thì chúng ta sẽ tự động lên level nè. Đó, A-ship rất là nhiều luôn. Quà đang rồi nè. Đó, tỷ lệ kim nguyên bảo gửi này đồng. Đó, 4 triệu mấy. Tôi nói rồi, bản này là bản siêu phúc lợi mà. Anh em là nên chơi bản này ha. Đó. Bet cũng teo quá ha. Mà xin lỗi, ta đã có một bet khác rồi. Đây, má nó chạy ghét luôn á. Rồi, để đánh con boss này cái. Đấy, trời ơi, con đây là thức tỉnh nè mày. Đó, vô nhận quà tiếp anh em. Đây, nhận siêu phúc lợi nữa nè, level nữa nè. Rồi, ở đây chúng ta còn một lá thư ha. Đây, đó. Nãy giờ chưa có nhận quà like xe gì luôn. Lên 110 level 110 anh em. Đó, nhưng miên bảo thì vẫn chưa ha. Ok, nhưng đồng thì chúng ta được 6 triệu 8 nè. Đó, rồi ở đây chúng ta có kỳ chân cát chưa mở quà gì luôn. Rồi ok, bây giờ chân heo treo đó cho nó chạy nhiệm vụ đi. Heo đi lấy 40 triệu quà like xe ha. Ok, rồi ok, cuối cùng chúng ta cũng đã có được quà lái xe rồi ha. Đây, 20 triệu kim nguyên bảo. Ở đây là 20 triệu kim nguyên bảo thường ha.
Rồi đây là 20 triệu kim nguyên bảo khóa. Ok, rồi đây là đánh chút là nó cho một đống ai xếp luôn à. Game này nó cho thấy bệnh hồn lắm. Rồi bây giờ lên được 119 rồi nè anh em. Đó, vô túi coi nè. Đây, 20 triệu kim nguyên bảo hường, 20 triệu kim nguyên bảo khóa. Bà mẹ mày chạy nhiệm vụ riết luôn á. Tao đang nôn nóng được tiêu xài cái số tiền thả ra này đây. Ok. Rồi bây giờ chúng ta vào phúc lợi để tìm những thứ này hả? Đó. Đang mà nói chung bây giờ chúng ta có tiền rồi cũng không cần vô cái này. Chúng ta vô kỳ trứng cát. Đó, mua cánh về xài nè. Đậu phộng bây giờ thằng nào nó đi tặng quà nè, quách tặng cho 100. Bây giờ đụng má bây giờ đi spam bông thì cái quả thiệt chứ. Nóng thiệt. Ok, mua một chiếc xe đi cua gái liền. Đó. Mô tô hồi đợi mới. Ok. Rồi cái kia heo không xài. Giờ ở đây thì chúng ta có cá voi, cá heo nè. Má bây giờ, bây giờ ta làm clip mấy ông nội lên, mấy ông nội spam bông nè. Thiệt mấy con game mà phi nhiều đồ thì là chiến môn bị ba spam bông anh em. Spam bông, spam hoa nè nọ. Chứ game thì cứ nói thì má mắc công mấy chiều, mấy chú chửi. Thiệt luôn á, đó. Đó, ok. Kích viên, kích đầu lên. Rồi, đó, tiêu kim nguyên bảo là chúng ta sẽ lên được VIP ha. Bây giờ heo sẽ đi mua đồ để cho lên được VIP nha anh em. Đây, hot, mua đồ, ủng hộ A-Safe, đá, tăng bậc, chìa khóa. Đây, cái này mua khoảng... ok, mua ngàn, đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiêu kim nguyên bảo xong thì nó sẽ lên kim VIP nè anh em. Đó, VIP. VIP. Ok, VIP ha. Chứ không phải là VIP. Đó, full quà VIP 12 luôn nha. Đó, quà VIP là free, chúng ta không cần bỏ tiền nữa nha anh em. Cho những anh em nào mà mới không biết ha. Những ông nào mà quá lâu quá rành rồi thì đừng ném đá chở đá heo là được rồi. Đó. Ok. Rồi cánh nè ha. Lùi mở mấy cái ngoại trang lắm anh em. Thôi để cái mẹ nó đó đi. Đó, thần binh nè ha. Rồi pet nè, linh sủng đáng yêu nè hả. Rồi đây quà độc quyền nè. Đó, VIP chúng ta bỏ tiền ra mua nhưng mà mua cũng không có nhiều à. So với số tiền 20 triệu thì nó rất ư là rẻ luôn á. Rồi, xong. Đó, đơn giản chỉ có vậy thôi. Bây giờ hưởng thụ hả anh em. 20 triệu là chúng ta có thể tăng pet, rồi tăng cánh, rồi đồng hành, đồ là dư sức con bò luôn hả. Đó. Game nào cũng vậy, heo rất là thích khám phá cái phần... hú cưỡi của nó. Đó, hút dưới là nó chạy nhanh lắm, hút trên thì ta nói gọi là mạnh ai nấy sống đó. Nghĩ là heo sẽ mua, ok, không cần mua đâu, để tự cho nó lên ha. Ở đây là ảo hóa, chúng ta có con thú này, con cá heo, cá voi nè hả. Rồi chưa tính là hồi nãy chúng ta có được chiếc mô tô nữa. Ok, cần quá cho nó lên tiến bậc, mình đang tiến bậc ở đây ha. Đó. Rồi ha, game thì siêu phúc lợi luôn hả, anh em chỉ cần treo đó cho nó chạy nhiệm vụ. Tí khoảng nửa tiếng sau chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ được rất là nhiều an xếp ha. Đó, lên cấp rất là nhanh luôn, nãy giờ chưa được 10 phút mà nó đã lên một đống luôn, lên 119 rồi. Đó, đây, nhắc lại thông tin server. Game nhân tình thần khúc tái hiện trên nền kiếm hiệp tình phiên bản 2.0 không ảo ha. Đó, open server S6 vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 5 2021 nha. Và quà like share thì chúng ta sẽ được 20 triệu kim nguyên bảo khóa, 20 triệu kim nguyên bảo hường. Đó, full VIP 12 khi chúng ta tiêu phí 1 triệu kim nguyên bảo. Mà nói full VIP vậy thôi chứ tất nhiên là vô chúng ta phải xài kim nguyên bảo khóa chứ thường rồi thì chút thì nó cũng tự lên thôi à. Đó, game khá là đơn giản, chỉ là treo đó nhận level, rồi treo đó để chúng ta lên quà này nọ ha. Rồi thì link heo để dưới phần mô tả ha, thông tin admin hay là thông tin fanpage thì có dưới cái phần tải game kéo xuống phần mô tả là có hết nha anh em.
Để ở đây nhiều anh em là cứ hỏi là ở đâu này nọ hả? Có hết dưới đó đó. Ok, còn đây là tăng bét hả? Bét luôn. Tăng bật. Ok, mua lớn nhất. Ok, ba cái đồ quỷ này mà tiền đâu có. Đó, bây giờ tăng nó lên. Mà cái này nâng nó hơi khá là lâu. Nhưng mà chúng ta để auto click cho nó lẹ ha. Đó, nâng bét đồ lên. Trời ơi, gái 18 ở lòng. Gái gái mới lớn này. Bé gái mới lớn. Rồi ha. Rồi anh em nào có chơi thì tải về, link dưới phần mô tả. Nhắc lại lần nữa nha. X6 open 20 giờ ngày 28 tháng 5 2021 nha. Rồi, siêu phúc lợi luôn, chỉ cần treo là nó nhận hư kim nguyên bảo, nhận hư đồng với lại ai xếp một đống luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.